Hello cả nhà. Ý được con cá ngát nhỏ cả nhà. Có bóng đèn chá nhỏ cá ngát cả nhà. Trời bữa nay thấy gỗ trời. Đó, đâu gỡ cho cả nhà xem coi. Gành vlog. Ồ, quá mạnh này nè. Đúng rồi, quay đó vô đó đó. Ừ. Nó cái nhà đựng con cá ngát cả nhà. Ừ, đâu nó đây. Được con ngát bỏ dục lớn cả nhà. Gạo nha, thượng con là gạo rồi đó. Mồi còn nguyên nha. Hết mồi rồi còn mồi. Cá nó ghẻ trơn cả nhà. Ổi nè. Con cá ngát cả nhà, nó cá ngát nha, gạo rồi nó. Mạnh không? Nó con cá ngát nha. Xích ra đây. Không có ngát cả nhà. Để đèn rồi mình xin lấy nha. Đó xích vô đây quay gỡ cho cả nhà coi. Không thấy. Ừ, không thấy. Thấy cái nịt coi. Đang gỡ nha cả nhà. Gạo rồi nha. Để anh mình để nó thêm màu nha cả nhà. Đó. Ban đêm nè cả nhà, nó khúc trên mũi nè cả nhà. Đâu đỡ con cá vô gần cái bóng đèn ngay, không thấy đường. Cá ngát lên nè. Trời giờ. Đó. Không thấy rõ, bóng đèn cháo quá. Để quay đi. Rồi. Nó thấy nó cá ngát cả nhà. Ok. Đây là cảnh hòn tre ban đêm nha cả nhà. Nó thôi à, nó quán nhà thờ dưới sáng ánh cả nhà. Quay cho cả nhà coi luôn. Ghê gì nè, ghê đó. Tiếp tục nữa cả nhà, đi kiếm. Đây là cảnh cá nó ăn hết mồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ ghim vô cái khác nữa nha. Mấy con cá gì anh Tư? Cá súc. Gạo cái da, gạo. Biết cái gì nha. Gửi lên đây. Trời. Con khó hát cái nhà. Quay quên đó đi. Trời ơi, con ngát trà bá luôn nè cả nhà. Ủa cả nhà. Con có ngát, cá ngát đầu nha. Con cá ngát, má ơi. Đâu. Đưa rồi. Con cá ngát nha, trà bá luôn nè. Cũng có mấy ký ta. Bỏ bự rồi, cầm bóng đèn đấy. Mình gọi đi, tao béo ra chứ. Là ba con cá ngát nha cả nhà. Ôi. Mình câu mực nha cả nhà. Gạo rồi, quá gạo rồi. Mình câu cái này ấy có hơn con. Rồi lẻ ra. Một phạt. Đúng rồi, nó đầm nhất lắm cả nhà. Nhất ngày chưa hết đó cả nhà. Đó. Ngát nó đầm thế gì chứ. Ghê lắm ạ. Lấy chắc gần phá vậy đó. Đó. Mình gỡ nha. Chữ rồi nha.
hay đừng nhỏ. Mỏi quá cả nhà. Dậy quá không có ấy được cả nhà. Vô cái bọc, vô cái lưới nha. Gạo gạo quá trời gạo. Ui, ba con. Đây, khung cảnh hòn tre khi tối cả nhà. Không thấy cái đâu. Quá trời cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thông cảm cho anh em mình nha, tại ban đêm á đem có theo bóng đèn à. Bóng đèn kia để nhà quay không rõ, cả nhà cũng thông cảm cho mình nha, cho anh em mình nha. Coi nhớ đăng ký kênh cho mình nha, ủng hộ tem mình, like lượt chia sẻ cả nhà. Cũng tem mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó cả nhà. À quên nữa, cả nhà nhớ bấm đăng ký chuông cả nhà, bấm chuông đặng theo dõi kênh của anh em mình nha cả nhà. Kênh mới. Cả nhà mấy con cũng cá phóng phóng nhưng cá liềm kềm mà không phải cá liềm kềm cả nhà. Cá này kho khi tiêu ăn là tới bến luôn cả nhà. Nó nè nè nè. Đó, nè nè. Đó. Giờ anh mình lặn xuống dưới nha. Quá trời sâu cả nhà. Có chừng chó thùng nha anh Tư. Nãy giờ đi không có gì hết trơn cả nhà. Chưa thấy tình hình. Nó ghe này là ghe chớp nháy nháy nha. Nãy giờ đi chưa có gì hết trơn cả nhà. Nhà ơi, chưa có gì hết cả nhà ơi, khúc này xa đằng giữa chút ca quá rồi. Cả nhà ơi, thăm câu gì nãy giờ chưa thấy con cả nhà. Đằng kia quay lại đây mà đừng thấy được. Bắt được ba con cá ngát à, hai con nhỏ con bự nha. Rồi đã dài dài khúc giữa nhà hàng dưới kia không thấy không có cả nhà, gần tới nhà hàng rồi nè chưa thấy gì hết cả nhà. Cả nhà bây giờ bắt mấy con cá đặng ấy mồi nha cả nhà, để thử coi có ấy không. Bữa nay đi giăng câu mà quên em vợt theo vớt mấy con này là kho tiêu ăn đúng bài luôn cả nhà. Này nó heo đèn cả nhà, như mực vậy đó. Anh mình lặn ra đó nha cả nhà. Sao nè cả nhà, thấy sao không cả nhà? Sao lớn cả nhà. Thôi lắc cả nhà là hết giờ này rồi, sao lắm cho. Giờ này sao đẹp chứ không thấy cả nhà. Giờ này chớp nhân độ bệnh. Hai chiếc ghe đó đi, ta đi lú cả nhà, đó đi cào nha. Anh Tư dính không? Nãy giờ chưa được nào cả nhà.
được 3 con nha. Nhà ơi, chưa thấy lại đằng khúc đằng nhà hàng này, chưa thấy gạo dưới trơn cái nhà, không thấy con nữa. Giờ anh đang bắt cái nhà nó phóng phóng đó. Nó phóng phóng đó. Ông bắt đặng câu có thử có cá gì không? Nó vô đó cả nhà. Nó bơi cả nhà. Nó thấy không, nhóc trơn đó. Cá này là con tiêu rồi tới bết. Giờ lặn xuống nha. Đó. Thấy con dây không? Giờ này nước chảy ngược nha cả nhà. Giờ này nước cái chảy ngược nha. Giờ này còn mấy chiếc kèn tới giá lúa cả nhà. Gần hết cái nhà ơi, gần hết cái nhà ơi. Gì? Gì? Bên giữa. Giữa. Có ai biết đâu hỏi tụi trời. Hả? Có ai ăn câu đâu, cái đó là bên giữa. Ừ. Tinh đồ, tinh tích, chắc chở tinh tích hay gì đó. Hả? Không có văng bên qua bên khúc đó, nó không có văng đâu nữa, vì là chắc nó đi giữa. Ông thôi nó ra ghe rồi đó. À, giữa nó cả nhà. Không, giờ này qua cái nhà mới không? Giờ nãy cũng chở gió ai cũng ho hết trơn à. Không có mồm mẹ. Hết màu nha. Hết rồi nha. Cái máu trắng trắng rồi hết. Đó, để nhà mình xem đây. Chứ đâu quay cái này qua đây qua mặt không á. Được nhiêu đó cả nhà. Được nhiêu đây nè. Đơm đớm nè cả nhà. Quay tiếp. Ừ sáng sáng mình cuốn này quay tiếp cho mình xem ha. Cái con này cũng đủ mồi, đủ tiền mồi rồi. Đó. Ừ, giờ con cá ngát chà bá luôn nha.
cân nhắc để đầm nhà. Để ra hết nha, đó, ba em mới lớn nè. Sáng rồi mình quay tiếp tục cho cái nhà mình xem ha. Mấy ba cái nhà. Mai đi, sẽ quay tiếp tục luôn. Rồi mai tiếp tục luôn cái nhà. Nhớ đăng ký kênh, bấm nhấn chuông để coi mình với mình tụi mình ra clip mới cả nhà. Nhớ subscribe, like kìa cái kéo cả dưới